người trong tiểu thuyết của ta không sống quá 3 dòng. Tiểu thuyết ma quái trông có vẻ hoang đường, nhưng thật ra cần có suy nghĩ và khả năng viết kỳ diệu tương xứng. Tiêu rồi, viết lâu quá nên cứng hết cả người rồi. Cơ thể của Cường thì đúng là rắc rối. Ai nói ta chỉ biết nhảy qua nhảy lại, không tin ta đi cho xem. Cái gì dướng chân làm ta ngã vậy? Bánh gạo, ta không muốn ăn, mau cầm đi đi. Không bàn về quái lực loạn thần. Ta cứ thích nói về thần quỷ chí dị đó. Cùng lão tôn đại náo tam giới ngay.